các bạn trẻ ở Sài Gòn đang kháo nhau có một món ăn rất lạ, mới nổi. Đó là món bánh mì xíu mại trứng muối. Có món độc lạ là Mai Rưng lại vào bếp thôi. Làm cho gia đình mình thưởng thức và chia sẻ đến các bạn. Các bạn cùng vào bếp với Mai Rưng nhé. Mai Rưng TV thân ái chào quý vị và các bạn đang xem chuyên mục Bếp Mẹ Bỉm Sữa. Các nguyên liệu để chuẩn bị cho món bánh mì xíu mại trứng muối hết sức đơn giản luôn các bạn. Thật ra nó là bánh mì xíu mại, nhưng có khác là ta thêm vào cái trứng muối nữa, thế là xong. Vậy để chuẩn bị cho món này cần có các nguyên liệu sau. Trứng muối 5 trứng, thịt xay 400g, giò sống 100g, cà chua 2 trái, hành tây 1 củ, hành tím 1 ít, bánh mì nửa ổ, gia vị tiêu, hạt nêm, đường và muối. Làm cách nào để làm mất mùi tanh của nhân trứng muối? Mời các bạn tham khảo cách làm của Mai Rưng nhé. Mình cần chuẩn bị một miếng gừng và một chén rượu trắng. Bây giờ gừng mình sẽ không có cạo vỏ các bạn, mình rửa sạch luôn. Sau đó mình cắt nhỏ gừng ra. Mình sẽ cho vào cái cối xay và mình sẽ xay chung với rượu trắng. Nhà các bạn không có máy xay thì mình đập nhuyễn gừng ra và mình ngâm với rượu trắng cũng được. Rượu gừng sau khi xay xong sẽ ngâm với trứng muối từ 10 đến 15 phút. Mình ngâm ngập mặt trứng luôn. Lòng đỏ trứng sau khi ngâm với rượu gừng ta sẽ rửa lại cho sạch một lần nữa. Sau đó mình sẽ chẻ đôi trứng ra như thế này. Các bạn có thể để nguyên trái cũng được. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cách làm xíu mại trứng muối. Mình cần chuẩn bị 400g thịt nạc dăm hoặc nạc vai. Các bạn có thể mua thịt nạc xay sẵn cũng được nha. Để nhà mình không có máy xay đó thì mình nên mua sẵn cho nó tiện. Nhà Mai Rưng có máy xay cho nên mình mua về mình xay. Thì cái thịt của mình có cái sự chọn lựa đó, nó sẽ ngon hơn. Mai Rưng sẽ cắt nhỏ thịt ra. Sau đó mình mang đi xay. Mình sẽ nêm gia vị vào đây trước khi xay. Mình cho vào một ít hành tím băm, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng muối, nửa muỗng tiêu. Và một muỗng đường. Và mình sẽ cho vào cái cối để mình xay. Đây là cái máy xay đa năng của nhà Mai Rưng. Mai Rưng rất là thích. Xay thịt được luôn, cái cối inox rất là chắc chắn. Và đây là thịt nạc sau khi Mai Rưng xay nè, ngon như thế này. Mình sẽ đổ cái phần thịt nạc xay ra một cái tô. Mình sẽ cho thêm vào đây một làn giò sống nữa. Mình sẽ xé nửa cái ổ bánh mì, xé nhuyễn luôn, mình cho vào cái tô thịt nạc xay. Bình thường nếu mà làm với giò sống thì bản thân cái viên thịt của chúng ta cũng đã kết rồi. Nhưng mà Rưng muốn nó kết hơn thì mình sẽ cho thêm cái nửa ổ bánh mì vào. Và bây giờ mình sẽ quết cho đều tay để cho tất cả các nguyên liệu nó mịn, hòa quyện vào nhau để tạo cái độ kết. Khi mình đã làm mịn như vậy thì cái viên xíu mại của chúng ta rất kết, không có cái hiện tượng mà nó vỡ ra đó các bạn.
Các hỗn hợp đã rất là mịn và bây giờ chúng ta sẽ vo từng viên xíu mại lại với nhau. Mình nhấn cái tay tạo ra một cái lỗ ở chính giữa. Mình sẽ cho cái lòng đỏ trứng muối vào. Như vậy là cái dĩa xíu mại trứng muối của chúng ta đã vừa viên xong. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đi hấp. Trước khi hấp thì Mai Rưng cho vào lò vi sóng để cho thịt nó chín từ bên trong. Khi mình hấp nó sẽ nhanh hơn. Và mình sẽ lấy viên xíu mại từ trong cái lò vi sóng ra. Và bây giờ mình sẽ chuyển các viên xíu mại vào cái xửng hấp. Tiếp theo mình sẽ làm nước sốt để ăn bánh mì xíu mại với trứng muối. Đầu tiên, cà chua mình cắt hạt lựu như thế này. Hành tây cũng cắt hạt lựu ra. Mình sẽ cho một nửa hành tây, cà chua và phần thịt đặc xay hồi nãy Mai Rưng có chừa lại để làm nước sốt, mình sẽ cho vào trong cái cối xay luôn. Mình cho vào đây ít ngọt rí. Mình đổ vào một ít nước cho dễ xay đó các bạn. Cho hết cái phần thịt xay hồi nãy vào. Sau đó mình xay lên. Nếu nhà các bạn không có máy xay thì các bạn làm cách đơn giản nhất. Đó là mình sốt cà, cho cà nó rụt ra. Sau đó là mình sẽ cho cái phần thịt nạc xay vào, mình khuấy cho đều lên. Thế là xong. Hỗn hợp sau khi xay đã mịn như thế này. Mình sẽ chuẩn bị một cái chảo. Mình cho dầu ăn vào. Sau đó là mình sẽ cho hành tím vào, mình phi cho thơm. Bây giờ hành tím của chúng ta đã vàng rồi, mình sẽ cho phần cà chua và phần hành tây còn lại vào, mình đảo đều. Và sau đó mình sẽ đổ cái phần hỗn hợp vào. Mình sẽ cho một ít nước vào trong cái cối xay để mình tráng cái cối đó. Và làm cho cái phần nước sốt của chúng ta nó lỏng hơn một chút. Và đây là nước sốt của chúng ta. Để cho có màu sắc đẹp hơn thì Mai Rưng sẽ cho vào đây một ít bột nghệ. Nếu nhà các bạn không có bột nghệ, mình sẽ sử dụng màu điều hoặc là cái màu vàng của hạt dành dành cũng được. Mình nêm vào đây một ít bột nêm, một ít đường. Với cách nêm thì các bạn cứ nêm vừa miệng gia đình các bạn ăn là được rồi. Mình cho vào đây một xíu muối đó các bạn. Và bây giờ mình chỉ cần đun lửa nhỏ.
hợp của chúng ta đã màu rất là đẹp. Mình sẽ cho từng viên xíu mại vào. Để cho món xíu mài trứng muối trông đẹp mắt hơn thì trong quá trình mình làm nước sốt, mình đừng có đổ ngập cái mặt trứng. Để cho trứng nó hiện lên trên bề mặt như vậy nè, nhìn mới đẹp đúng không các bạn? Mình sẽ để lửa nhỏ riu riu thôi để cho gia vị thấm vào cái viên xíu mài và để cho cái món nước sốt của chúng ta nó sệt hơn một chút nữa. Và sau đó là mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ trang trí một ít ngò này, ớt vào để nó hơi cay cay sẽ dễ ăn hơn. Và Mai Rừng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các nguyên liệu cho món bánh mì xíu mại trứng muối. Các bạn xem nè, cái những cái viên xíu mại kèm với nước sốt quá bắt mắt, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi các bạn. Cái phần trứng muối của chúng ta nó nổi lên trên cái bề mặt đó, trông rất là hấp dẫn ha. Rồi cái màu sắc cũng đẹp nữa, màu vàng rất là nhẹ nhàng của bột nghệ. Và bây giờ mình sẽ bỏ nhân vào trong cái ổ bánh mì dài. Thay vì pate thì hôm nay nhà Mai Rừng sẽ sử dụng cái sốt mayonnaise. Mình chuẩn bị một ít đồ chua như thế này, rồi rau thơm, rồi dưa leo. Sau đó mình gắp từng cái viên xíu mại vào. Ở nhà mình ăn á, không có cần để nguyên, mình cắt nhỏ ra để cho nó dễ ăn đó các bạn. Còn nếu mà chụp hình trang trí thì ta sẽ để nguyên cái viên to thì nhìn nó đẹp mắt hơn ha. Và bây giờ mình sẽ rưới cái phần nước sốt lên. Quá đã luôn. Mình sẽ cho thêm vào một ít ngò nữa. Mình gắp vài lát ớt. Và đây là ổ bánh mì xíu mại trứng muối của Mai Rừng TV cũng đã xong rồi. Các bạn thấy cách làm này có đơn giản không ạ? Ủng hộ Mai Rừng bằng cái like đi các bạn, cái share nữa chứ. Nhớ đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mai Rừng rất là đói, mình sẽ thưởng thức ngay và luôn cái món bánh mì xíu mại trứng muối xem như thế nào. Có giống như lời đồn không? Đây là viên xíu mại Mai Rừng cắt nhỏ ra như thế này nè. Mình có thể cho ăn rời hoặc là ăn kẹp chung. Wow, hấp dẫn quá. Cái viên xíu mại rất là ngon, thơm, có mùi mùi của trứng muối, rồi các gia vị nó hòa quyện vào nhau rất là tuyệt. Các bạn hãy vào bếp ngay đi ạ, làm ngay cái món này cho gia đình mình thưởng thức. Chúc các bạn thành công với món bánh mì xíu mại trứng muối. Xin chào!